Ai chia sẻ với các bạn cái vụ mà ba gậy mấy anh em nói trên YouTube ha, giờ mình mới mới bị nhắc nhở. Mình đăng cái video này các bạn nha. Video này nè. Đấy, thì của cái chú này, chú chia sẻ về con Dung ha. Nói chung là các bạn xem cái link đây nha, cũng như bài viết mình đăng trong cái cộng đồng đó nha. Đấy. Thì được ăn gậy thế này các bạn nha. À, đây là lần đầu tiên nhắc nhở tái phạm thì kênh kênh của bạn nói chung là bị cảnh báo các bạn nha. Thì để mình coi tiếp tục coi kiểm tra nội dung coi như thế nào. Đây nhắc nhở. Đây, sẵn thì mình cũng cũng thông tin y tế sai lệch. Thông tin y tế sẽ là để mình coi coi nha. Chắc là Bộ Y tế có những cái từ khóa các bạn ha, có những từ khóa mà đến COVID, COVID, Corona, đó là những cái từ khóa mà đặc biệt đối với cộng đồng, thì thành ra là chúng ta nói thì chúng ta phải làm sao tránh các bạn nha, tránh được càng tốt. Tránh được càng tốt. Bây giờ cũng hơi khó. Mình coi lại cái nội dung để mình coi lại cái nội dung. Nếu mình đặt cái tựa khác thì sao? Mình đặt cái tựa khác các bạn nha. Rồi bây giờ mình đặt cái, bây giờ mình ấy nè. Mình đặt lại cái tựa khác ha. Rồi, bây giờ mình đặt cái tựa khác, mình khiếu nại cái này nha. Tại vì cái phần đầu mình để cái tựa nó không được ok, nó không được ấy. Thông tin về anh báo cho của kênh. Ủa sao không thấy gì luôn rồi? Cái gì vậy? À, thấy rồi các bạn nha. Đã xóa nè. Rồi bây giờ tới tới cái video này mình up lại nè, mình mới up lên 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 lại luôn nè. Đã ngừng xử lý luôn. Mới up lên mà chưa chưa kịp chưa kịp chưa kịp chỉnh gì hết là bị ngừng xử lý luôn. Bỏ tay diễn hành bản nháp máy luôn rồi. Video này đã bị xóa, nội dung không phù hợp. Rồi ok, chấp nhận thôi chứ sao giờ. Rồi xóa luôn các bạn nha. Nếu mà không cho up thì chịu thôi, nhưng mà sau Facebook cho up các bạn nha. Sau Facebook cho up. Facebook thì họ cho up bình thường. Bởi vì mình mới có cái video này mình chia sẻ cho các bạn nè. À, thôi xóa đi. Mà ngặt cái sao cái video này cho úp không hiểu, chắc là chưa có coi hoài sao. Video này là cũng cũng nuốt cũng đắng, nhưng mà cái từ ngữ á, cái từ ngữ khác các bạn nha. Từ ngữ là mình ghi nè, trong chiến tranh này, bộ đội ta không thoát chết gì sốt rét địa long ha. À, virus, nhưng mình không nói cụ thể là virus nào ha. À, nhưng mà trong ở cái phần từ khóa này kia là có các bạn ha. Rồi ok. À thì cái video này thì cái chú này cũng là nuốt con dung đất chứ đâu phải không đâu. Thì các bạn xem nha, mất công mình bị ăn gậy cái video này nữa. Rồi nói chung là tuân thủ nguyên tắc cộng đồng các bạn nha. Rồi ok. Rồi mình chia sẻ luôn với các bạn thêm một cái điều khá thú vị. À, khi mà các bạn kênh mới, các bạn chưa được nhiều cái lượt tương tác cũng như là cái sự quan tâm của mọi người á, thì các bạn đăng những cái video mà nó có nội dung chứa bản quyền hoặc là cái video liên quan tới âm thanh bản quyền, thì tự dưng là bạn sẽ bị giống như là bị bắt học lại cái việc mà chúng ta là giống như là học cái những cái mà bước đầu để chúng ta làm YouTube. À, giống như là phạt mình đó bạn, phạt mình học nội quy vậy đó. Giống như vậy, cũng giống giống vậy các bạn nha. Thì khi mà các bạn kênh lớn lên đó, lớn hơn, nhiều người đăng ký hơn, nhiều người lượt chia sẻ hơn và có uy tín hơn đó, thì khi mà các bạn đăng lại cái nội dung video của người khác, nếu người đó cho phép không kiện bạn, thì các bạn được thông báo là mình ví dụ cái video mà mình ví dụ cái video này đi. VFO nha, đây cái video VFO này, đây đây mình ví dụ cái video VFO này nha. Đấy thì mình vô cái phần một bản quyền như này mình coi nè. Đây
rồi. Cái phần bản quyền dưới đây đâu ta? Ở đây không có phần bản quyền hả? Không có phần một bản quyền. Cái video này mình lấy up trực tiếp cái video gốc của người ta, mình tải về mình up lên lại các bạn nha. Nhưng mà mình được thông báo là không bị ảnh hưởng tới cái kênh của mình, có nghĩa là không được phép là kiếm tiền thôi, nhưng mà không bị ảnh hưởng cái kênh hay bị khóa kênh hay bị khóa video. Chỉ có nhiêu đó thôi các bạn nha. Nhưng mà cái video này thực sự mà nói là cái video mà chân thật nhất về Zippo mà mình đã từng thấy được. Đấy, các bạn có thể xài từ khóa này ha. Đấy, và cái từ khóa của mình cũng như là cái bài viết cũng như cái nội dung liên quan. Đấy, mình cũng chia sẻ rồi. Video này là lần đầu á, mình trước á mình cũng up rồi, cái tự dưng không biết là cái người chủ này có kiện hay không mà tự nhiên mình bị mất tính năng kiếm tiền. Rồi sau đó một thời gian mình kiếm tiền lại bình thường, rồi mình đăng lại cái nữa mình lại bị nữa. Không biết là cái người này có tài khoản, chủ tài khoản này có kiện cáo gì hay không mà mình cũng không biết, mình cũng không nghe thông tin, không thấy gì hết nữa nha, mà tự nhiên là mình lại bị ngộ vậy đó. Mà bản thân mình á, nhìn kỹ về cái kênh của người này, của cái chú này, thì mình thấy đã lâu lắm rồi, rất là lâu không up video, cũng mấy năm rồi, cũng như là chú không có hoạt động giống như đăng lên video cho có vậy đó. Rồi thôi, chịu thôi bạn nha. Thì chia sẻ với các bạn luôn cái trang Get VIP này nè, tải video Facebook các bạn nha. Có nghĩa chúng ta lấy một cái link của Facebook ngay cái link của video, sao chép liên kết nữa, chúng ta bấm vô đây, dán vô đây rồi tải về là nó ra một trang khác. Thì cái phần này lúc trước như mình cũng có giới thiệu sơ qua với các bạn cái trang cái trang này rồi ha. Rồi rồi, video tới đây thôi các bạn nha. Hy vọng là qua cái việc chia sẻ này là mình có thêm một chút cái kinh nghiệm để né cái quyền, để mình chia sẻ với các bạn chút kinh nghiệm để chúng ta biết được cái nguyên tắc cộng đồng của cái kênh YouTube nó như thế nào, cũng như là cái từ khóa gì nó nhạy cảm các bạn nên né ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha.